Chào các bạn, chiều nay mình ra ruộng nha. Mình quay em với tờ đĩa mình đang cái đào cái hồ trồng trồng chanh này nha. Chiều rồi, này cũng 5 giờ mấy, 6 giờ mặt trời xuống rồi mà có còn làm là thấy làm xiên lắm à. Nhưng mà làm riết mà tướng mà ốm nhiều ốm nhách nè, hai anh em mà một thằng thì mập thằng ốm nè. Chứ làm nhiều quá nó mập nó chứ về. Đây nó đào cái lỗ như vậy nè. Rồi vợ chồng chanh nó chanh bầu trong cái chanh ghép được. Nó mô nó cạn quá cái lỗ, cạn quá. Mấy bữa được bao nhiêu lỗ rồi, được 50 lỗ chưa? Ha. 120 đó. Cái gì cứ một clip dài 120. Clip 120 nè. Bây giờ mày bên tao đào có 37 lỗ à, một chiều dài mà 3 mét, mày 2 mét hay mấy rồi? 2 mét. 2 mét hả? Đây là 50 58 à, hay gì mà không khổng 58 à. Dữ vậy. Nó dày quá. Trong tranh vậy là dày á. Dư đặt của bản đó. Chỗ đâu đặt? Đây vừa trồng rồi, cái chầu thì cũ rồi, nó sức to hết rồi, vài bữa mới lập lại. Đó là cái hệ thống tưới nước kia cây, cái máy cu là tư quyền thổi. Đây cái bên clip dừa nó trồng cũng bự rồi nè. Vậy vô trước hả? Chơi quay coi làm cái được không, có gì cho anh em tự góp ý kiến. Ê, coi nào đăng này lên cái mày được mấy ngàn lượt xem, giống như Cuba nó hát cái bài là một thằng con trai không, nó bốn lượt 4.000 mấy lượt xem mày đã. Nhiều người xem mãi, nó hát cũng hay mãi. Đây khung cảnh chiều quê ngoài đồng rất là im ả, chỉ nghe tiếng ngắt ngang ngắt ngang có ếch nhái kêu thôi. Rồi đây là lại cái máy lại. Trời nãy giờ tắt cái nguội máy đậy được rồi. Đây, cooler 4, cooler 4 quyền thôi, đậy máy lại. Tháng này cũng thỉnh thoảng hay mưa. Đậy lại, lỡ mưa cái nó ướt kì, nó không có nhẹ. Nó ướt y xê. Đậy nắng hư dọn ống hết.